kia con quay quần ruộng nương rau cá nuôi nhau. Thương công cha dài dầu khai quang lặng lội rừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con bác gắng hết mình. Nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác ba phi điều em xui ro ro. Dũng cảm bi thương chịu thương chịu khó, chỉ nằm gì đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu tài trí có cả khó. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian tỏ tường, đừng chuyện gì khó đã có bác bà lo. Ủa sao má đi bán má không kêu con? Kêu bay làm gì, biết bay thế nào không đi theo mà. Nè cầm. Dạ. Đó. Trời ơi, giữ cái xề bánh này đi, đặng má đi đây một chút. Vậy là bây giờ con đem bánh đi bán một mình đúng không? Trước khi đi bán nhớ tính tiền nghe con. Dạ con biết rồi. Thôi má đi. Dạ. Người sao mới gặp bỏ đi đâu hả? Không ưa tôi hả? Cái gì vậy trời, tôi đi chợ. Tôi đi chợ mắc mớ gì tới anh mà tôi phải nói cho anh biết. Nhớ coi xề bánh cho má nghe. Dạ. Dạ. Bác hai. Bác hai bác ai mày? Mày đệ tử ba phim phải không? Mày nói dốc mà chừa tao ra nha. Ủa? Tao tính nóng mà võ công tao cao lắm á. Ủa sao tự nhiên con đâu có làm gì đâu mà bác chửi con? Tao đang hầm hơi á. Tao gặp ba là tao bực mình rồi đó đó. Tao ăn để tao ăn ngon, đừng nhắc về tới xu gì hết nha. Dạ bác ăn ngon xong rồi nhớ trả tiền cho má con. Cái này mấy cắt mà mày làm ghê quá vậy? Dạ tính luôn nợ cũ á là hình như là 4 đồng. Bác hai bị sao vậy? Mày tính cái tao mất cổ luôn á. Mày nhả nó uổng đỡ ra nước á. Bác hai ăn từ từ thôi. Quỳ thần ơi. Dạ cái bánh này nó có 2 hào à. Dạ mày tính cho lên tới 4 đồng lận. Tại vì á bác hai thiếu má con nợ cũ nhiều dữ lắm, cho nên bây giờ sẵn dịp thôi trả luôn đi. Mày ở không quá ha. Mày gặp tao bữa nay mày tính bữa nay thôi, mày bữa trước để tao với bà tính. Không, không được, không được. Không được, vậy tao đi. Trời. Bây giờ bác hai không trả là con không trả bác hai đi đâu. Bây giờ mày cứ nhắm mày đứng đây tới chiều luôn không? Dạ thì nếu bác hai không trả là con không có chờ đi đâu. Bây giờ hai tao với mày đứng đây hoài tới chiều cũng không có đo đồng nào hết. Con không biết nhưng mà má con nói rồi, phải lấy được tiền cho má con. Cái thứ thằng này. Bác hai. Thứ này nó dai như đĩa. Bác hai trả tiền cho má con đi. Mày chắc chắn không cho tao đi không? Dạ không. Trả nè mày. Thì không vậy? Buồn ghê. Con với cháu à. Từ dọn bên kia đi. Dạ. Tiền của người lớn đừng có dòm ngó cái. Thôi dọn bên kia. Con dòm qua đây rồi bác hai bỏ chạy rồi làm sao? Mày nhắm cái tướng này chạy lại tướng này không? Hả? Ờ ha. Quen kia đi nắm tay bác nè. Dạ. Thứ gì mà da như đĩa đấu vậy? Này cất từ năm ngoái tới hôm nay giờ phải vô xì ra cho nó đó. Người cũng mát mẻ quá mà đẻ thứ con mà nó dư đĩa trâu luôn à. Thiệt là quá trời quá đất à. Tiền nào quay đây trả nè. Nhiều dữ vậy bác hai. Trả nợ cũ nợ mới luôn phải không? Dạ. Đưa tay ra. Rồi. Ê, còn thiếu. Nữa mày. Ê, còn thiếu nữa. Hoài luôn này. Dạ đủ rồi. Rồi chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Giường tắm của tao. Cho tôi đi chưa? Dạ được rồi. Bác hai đi. Mệt thiệt là mệt. Ăn cũng không có ngon nữa. Hai, ba, bốn. Ai bánh ít, bánh ủ, bánh dừa đây. Ai bánh ít, bánh ủ, bánh dừa đây.
Bác ba. Trời đất ơi, hết hồn. Tao tưởng đâu ông hổ vô không mày. Trời ơi con nè. Đâu đây? Ủa, bác ba đang làm gì vậy? Thấy không biết sao còn hỏi. Ê, ê. Bác ba. Ủa? Bác ba đang giót tre. Tức là ngày mai bác ba đi săn đúng không? Đúng rồi, ăn ba con tôm ba con cá riết cũng ngán. Tính mai đi săn kiếm nai về ăn. Trời ơi, hay quá. Ở nhà con á, con cũng có một cái ná. Bác ba. Ừ? Ngày mai á, bác ba dắt con đi săn với. Cái ná của mày đó, dạ. Mày săn được cái gì? Mày bắn tầm bậy tầm bạ, có bữa trúng vô con mắt người ta đó. Rồi mới không đền tiền đó nha. Không có. Lo ở nhà phụ với má mày kìa. Đó, bắt ba làm một mình, bà quạo. Bà la ôm sùm, tao nghe nhức đầu quá. Thôi, bác ba nghe còn nhức đầu nói gì con. Ngày mai nè, con đi theo bác ba. Con ráng nha, con săn được một cái con gì đó. Xong con đem về cho má con nấu ăn. Trời đất ơi, mày làm như là ba con nai nó đứng sẵn nó chờ mà mày ra đang săn, đang bắt nó gì đó. Trời ơi, có gì đâu. Đối với con á, săn một con nai á thì khó. Nhưng mà có bác ba thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên rất là dễ luôn. Tại vì sao? Tại vì bác ba là một người không có cái gì mà bác ba làm không được hết á. Trời ơi, một bữa đó thì khua tay múa chân, bữa nay mày đã khua môi múa mép nữa con. Đi mà bác ba, ngày mai cho con đi theo với. Con muốn đi theo để con học hỏi mà. Thôi được rồi, muốn đi thì đi. Dạ. Nhưng mà phải thức sớm nha. Dạ con biết rồi. Canh tư là đi đó. Dạ. Ba. Hả? Mình đi từ cái rừng ở bên kia, mình qua tới bên này mà không thấy một cái con gì hết. Cái rừng bên kia nó rộng như vậy mà còn không có con gì nữa. Nói chi bây giờ đi dọc cái đường mương này. Thì từ từ. Trời đất ơi, đi săn mà chim trời cá nước đâu phải mày nuôi sẵn đâu mà để sẵn đó cho mày là mà gặp mày bắn liền được. Thì cũng bữa vậy bữa khác chứ. Vậy là mình đi săn là mình phải có kiên nhẫn hả bác ba? Phải kiên nhẫn, phải kiên trì. Tại mày nặng bóng vía quá. Bữa nay ban thú rừng nó trốn nó mất hết rồi. Trời ơi, tự nhiên không có cái sao mà đổi thừa cho con. Mấy cái miếng lúa này nè, hay có cúm núm lắm à. Vậy hả? Cúm núm với quất, với mấy con chích rồi đó. Nó hay nó xuống đây nó ăn lúa nè. Thiệt á, con tưởng là đi rừng dễ lắm chứ. Ai về đâu, thấy khó quá trời luôn á. Mỏi chân quá. Trời đất ơi, đi săn mà làm sao mà dễ. Mày tính coi đi săn đó, mấy ông thợ săn ngày xưa mày thấy không? Phải nằm ở trong rừng á, ngủ mũi cắn muốn chết. Đừng mà canh thú dữ trong mình bắt chứ. Trời đất ơi, vậy là tính ra là đi săn cực dữ vậy luôn á hả bác ba? Chứ sao? Vậy mà con đâu có biết. Làm hồi nãy con nói với má con á là má cứ ở nhà đi, con với bác ba đi săn hả? Thế nào cũng đem về một bữa ăn ngon cho má. Vậy mà rốt cuộc nãy giờ không có một con gì luôn. Mày làm cũng như là ba cái con thú nó dâng sẵn cho mày rồi bắn nó đang đem về ăn. Ủa, bác ba. Ngày xưa cái lúc mà cái thời trai trẻ của bác ba đi săn á là ngủ ở trong rừng. Rồi bác ba có gặp những cái gì mà ly kỳ hấp dẫn không? Kể cho con nghe với. Trời ơi, tao kể mày nghe. Hồi xưa đó, hồi tao còn trẻ đó, tao đánh nam dẹp bắt ở cái rừng U Minh này nè. Chỗ nào mà ta không biết, chỗ nào ong đóng ổ, chỗ nào có thú dữ, chỗ nào có cá sấu là tao đành lắm. Trời ơi, trời ơi, vậy là ngày xưa là nguyên một cái rừng U Minh đó là bác ba dẹp hết rồi hả? Trời ơi, tao dẫm chân tao chỗ nào không có dấu chân bác ba Phi đó. Vậy là từ cái thời oanh liệt của bác ba là hoành tráng dữ vậy luôn á hả? Chứ sao? À đúng rồi bác ba. Hả? Con nghe người ta nói á, từ cái thời ngày xưa là mỗi lần đi rừng á là ai cũng sẽ gặp ông Hùm. Vậy bác ba có gặp ông Hùm bao giờ chưa? Trời ơi, tao gặp hoài. Mày biết sợ săn đó là phải gặp hùm béo thú dữ, phải không? Tao hồi xưa đó tao kể chuyện tao gặp ông Hùng cho mày nghe nha. Ôi, dạ. Bởi vì cái dân trong làng hồi đó đó người ta ở ít lắm chứ không phải như bây giờ mà có đông người đâu. Xa xa vậy có cái nhà là sợ ông Hùm dữ lắm, phải không? Đi đâu đó là cũng phải vái ông Hùm.
có người mà đi đó, lơ mơ đó là không có về đó, bị ông Hùng ông vô là mất tích luôn đó. Là mất xác luôn á bác ba? Mất xác luôn, không ăn thịt luôn. Vậy tại sao bác ba thấy ông Hùng mà giờ bác ba còn xác ở đây hay quá vậy? Trời đất ơi, tao phải có cái trí tuệ, đầu óc với thông minh để mới sống tồn tại tới giờ này nè. Mày biết không, tao vừa đi tao gặp ông Hùng. Dạ. Trời đất ơi, ông gặp tao một cái mày theo ngược tao chạy bay ngọn cỏ. Tao hết biết đường rồi sao. Tao dòm thấy cây tràm, tao leo lên ngọn tràm. Tao leo lên cây tràm thì ổng đâu có leo cây được đó. Dạ, rồi. Cao, cái cây cao lắm, tao leo từ dưới gốc mà tao leo lên tới trên ngọn đó. Mày biết không, hết 7 ngày 7 đêm. Trời ơi. Ừ. 7 ngày 7 cái gì mà 7 ngày 7 đêm? Trời đất ơi, cái cây nó cao dữ lắm. À, tao leo lên trên tao mới dòm xuống, tao thấy ông Hùm ông ngồi dưới mà ông thè, mà ông thè ăn thịt tao phải không? Mà ông chảy nước dãi nè, ông chảy mà ông chờ riết hết nổi rồi. Dạ. Trời riết hết nổi mà ông đói, ông ốm, ông xanh xương, ông đi. Ông bỏ tao, ông đi. Mà tao tuột xuống, tao tuột từ trên ngọn tao tuột xuống tới dưới gốc đó là hết 3 ngày 3 đêm. Trời ơi. Tính ra là ngày xưa là ông Hùm nhiều dữ vậy luôn á. Trời đất ơi, nhiều ông lắm, mày thấy ông Hùm beo thú dữ vậy lắm. Vậy bác ba là số 1 á, chứ gặp con thôi là chắc con thua rồi đó. Trời đất ơi, cỡ tụi bay sao chịu nổi. Mày biết không, ở rừng U Minh đó. Dạ. Là Hùm beo thú dữ nè, rồi là mũi kêu như sáo thổi nè, đĩa lội như bánh canh nè, cọp Hùm nhiều lắm. Có lần tao gặp ông Hùm nha, ông Hùm này không biết nói chuyện nha. Cái gì? Ừ. Ông Hùm mà biết nói chuyện luôn hả? Biết nói luôn. Bởi vì mày thấy không, ông Hùm đó người ta tin ổng dữ lắm. Bây giờ mày đi, mày thường thường mày thấy người ta hay lập cái miễu, người ta để cái ông Hùm người ta thờ. Dạ, dạ. Nó là ông hổ đó phải không? Đó. Nhưng mà ổng nói cái gì với bác ba? Ổng hỏi tao gì chứ, Ba Phi. Ổng biết tin bác ba là Ba Phi luôn. Biết chứ, bởi vì tao nổi tiếng mà. Trời ơi. Gặp tao nói Ba Phi, trí khôn của ngươi ở đâu? Đó. Trời ơi. Nãy giờ là bác ba xạo con đúng không? Nói xạo vậy đó, mà có nhiều người tin sái cổ luôn nha mày. Con nè, tại bác ba kể chuyện nó thu hút quá. Con đâu có biết, con cứ tưởng là có ông Hùm nói chuyện thiệt không à. Ai về. Thôi đi về. Ủa, mình không đi săn nữa đi, về làm chi? Bây giờ mày đi về trước đi, thấy không? Để tao lội vòng vòng coi thử coi có con gì không. Có con gì kiếm về chiều nhậu. Thôi cho con đi chung với bác ba đi, chứ con lỡ nói với má con á là con sẽ đem đồ về nấu rồi bây giờ về tay không má con cười con chết luôn á. Mày đi về mày phụ bả chuyện gì đó đi, đặng cho bả vui phải không, chứ mày đi chơi hoài đó bả buồn chết luôn à. bác ba tính ra hôm nay á mà mình đi săn mà không có được cái gì hết á là do con á. Nhưng mày, cái con xui á. Đúng rồi, mày xui quá, thôi mày đi về đi. Để mình tao lội vòng vòng đám lúa này nè, kiếm vài con cúm núm về. Tối bác cháu mình nhậu. Dạ. Ơi, con mà nhậu là má con đánh con chết luôn á. Vậy thôi con xin phép con về trước nha. Đúng rồi, mày về mày phụ má mày đi. Làm việc này việc kia tiếp bả đang cho bả vui. Mày dạ. Tối ngày cứ đi chơi hoài bả buồn nha mày. Con biết rồi. Dạ thưa bác ba con đi. Ừ. Cái thằng thiệt tình. Con gì ta? Cúng núm. Thiệt tình, đi săn cả ngày trời luôn mà không bắn được một cái con gì hết. Không được, bây giờ mình mà về á là thế nào á má cũng xem thường cho coi. Thấy thấy rồi, thấy rồi. Mày á, chết mày với tao nè. Yeah. Chết rồi. Hình như là một con cú đất. Ây da. À. Cuối cùng cũng có kết quả rồi.
Ủa, con cù đất gì bự như vậy? Trời ơi, không phải con cù đất mà là nguyên một con gà mái. Đứa nào đem hôm lộn mò trong vườn nhà tao đó? Chết rồi. Đứa nào đó? Đứa nào đây? Trời, thật con của Sáu hen. Dạ con nè. Ủa bây vô đây chi cái này? Rồi đứa kia đâu? À dạ đứa kia gì? Trời ơi, thì bắt hai nghe tiếng tụi bay leo nhau này tao mới ra. Con nói vu vơ thôi à. Xạo nó đây chứ đâu đây nè. Cái gì vậy? Trời ạ! Trời ạ! Thoát! Dạ. Mày vô vườn bắt hai mày bắn gà của tao hả? Dạ không phải. Thật ra thì con đi bắn cu đất. Nhưng mà họ không biết sao tự nhiên nó trúng con gà. Trời ơi là trời. Bác hai ơi, chết còn bác hai mày ơi. Mày có biết gà vàng gà bạc của tao không? Tao nuôi nó, tao không dám dòm nó cái nhìn nặng luôn đó. Nếu mà tao nhìn nặng nó nên đẻ. Một tuần nó đẻ 7 trứng. Mà phải biết rồi, tao khoan cơm nhà nó toàn có một trứng thôi, 6 trứng tao ấp. 3 tháng sau nó có thêm 6 con gà mái đẻ tiếp. Mày làm gì bây giờ sao? Mày đền cho tao một bay ra. Dạ, nhưng mà bác Hà đào còn quá, bỏ ra bác Hà. Bỏ mày chạy sao? Nhưng nể tình chồng xóm, tao lấy bay hai con thôi. Hả? Hai con với hai bữa ăn cơm. Không có được nhìn tao, tao qua tao ăn bên nhà, không được việc nhìn tao. Bác Hà, trả con gà cho tao liền. Bác Hà nghe con nói nè. Nói gì? Tại vì con là lần đầu tiên đi săn, cho nên là con không có kinh nghiệm. Mà cái này con không có cố ý, cho nên bác Hà đừng có trách con nít mà. Không bác có. Hai già lớn mà trách con nít làm chi? Tao không có nói con nít con nôi gì hết, con gà chết tính con gà thôi. Đường con gà cho tao. Dạ thôi mà bác Hai, bây giờ con đâu có biết, nhà con đâu có nuôi gà đâu mà có gà đền cho bác Hai. Bây không có thì bây kêu má bây đền cho tao. Bây giờ con nói má con là má con đánh con chết luôn á. Bác Hai tha cho con lần này. Tao có thương má bay, nhưng cái nào ra cái đó. Má bay là khác, bay phải đền gạch cho tao. Dạ thôi mà bác Hai, con năn nỉ bác Hai. Đi theo tao, quá bỏ nó. Thôi mà bác Hai, về đó má con đánh con chết luôn á bác Hai ơi. Con gà vàng gà bạc của tao. Cái gì vậy bay ơi? Bác. Chú bà lại coi nè. Bác ơi, bắt đêm bắt hôm. Chú bà coi nè. Rồi hai bác cháu làm cái gì mà cãi giả ông sầm vậy? Hả? Nó vô vườn cho tôi, nó bắn vàng ná chết con gà nè, chú thấy chưa? Tôi có dám ăn con gà này đâu. Thật địa ơi. Thằng Thọc. Dạ. Tao đã dặn mày hồi chiều rồi. Tao kêu đi về làm công việc tiếp má mày. Không có cà kê dê ngỗng ngang. Mà tới giờ này mà mày còn ở đây mày bắn chết con gà của bác Hai vậy hả? Dạ thì đúng là hồi chiều là bác Ba kêu con đi về. Nhưng mà trên đường về con suy nghĩ rồi. Con nói dù gì con cũng là đàn ông con trai mà. Con hứa với má con, con nói là con đi săn, con sẽ đem về cho má con một cái con gì đó. Mà con đi tay không về sao được. Cho nên con quyết định con đi săn một mình. Bắn con gà ta? Dạ đúng. Ê không, con tính là tính bắn con cu đất. Không hiểu sao lại trúng con gà. Trời đất ơi, con cu đất nó bay lớn nè. Con gà mái của người ta bay lớn mà mình nhìn sao mà con cu mà thành con gà. Thọc. Dạ thì ban đêm ban hôm mắt con mắt nhắm mắt mở, con xin lỗi bác Hai rồi. Bác Ba nói giùm con một tiếng đi bác Ba. Tao không biết mày làm sao con gà đứng lên chạy cho tao. Dạ đi bác Ba. Thôi mà anh Hai, con cháu nó lỡ rồi, nó lỡ nó bắn chết con gà của anh rồi, nó cũng biết lỗi, nó xin lỗi anh rồi, thôi bỏ qua cho nó đi. Tôi bỏ lỗi cho nó rồi con gà có đứng lên chạy được không? Phải không? Thì thôi bây giờ gì nè, tôi tính anh gì nè, bây giờ con gà trước sau gì nó cũng chết rồi, phải không? Mà anh cũng còn thiếu gì gà, giờ lỡ chết con rồi, thì thôi bây giờ đó, anh để cho nó đem về bển cho má nó mừng thịt đi. Trời à. Rồi mai đó, mừng thịt gà đó, xào xả ớt. Ủa nó kêu má nó mời anh qua bển ăn cơm chung. Để má nó xin lỗi anh, được không? Được ăn thịt gà? Ừ. Mà được ăn với sáo nữa. Chứ sao? Đó. Vậy đó hả? Tôi thấy anh có lợi không? Đó, còn gà của anh nó nguyên một bầy. Chết con có làm sao đâu. Đó, mà cũng đâu có bỏ đâu. Cũng mừng thịt, ăn đàng hoàng. Mà được ngồi ăn với mẹ con nó nữa. Thì mình gieo được cái tình cảm nữa. Nó gắn vậy đó nữa, thấy không? Đúng là không hổ danh Ba Phi, tôi đâu có nghĩ ra. Thôi đi liền, tôi thay đồ mới. Về nhà nói má con làm mấy món hồi nãy bác Ba mới nói đó hen. Dạ. Tao khăn gói bà đăng liền nha, ăn liền nha. Dạ. Hết giận rồi. Dạ còn con gà. Ủa gà bác? Thì mày xách về bển cho má mày mặn đi. Dạ bây giờ là con phải cầm con gà này. Xong rồi con về con kêu má con làm. Rồi nấu ăn, rồi ngày mai mời bác Hai qua ăn hả? Ừ. Đâu có được. Sao không được?
Trời ơi, má con biết con đi săn mà săn cho gà trong vườn của bác hai là má con đánh con chết luôn á. Bây giờ con không có dám về nói như vậy đâu. Thôi được rồi, để tao đi với mày qua bển, rồi tao nói cho má mày hiểu chứ có gì đâu. Sợ má con đánh con quá. Có tao nào bà không đánh đâu. Vậy bác ba nhớ nói giùm con nha. Đi, mày thiệt dạ. Hại không, báo hại không à. Kêu về không chịu về, bắn gà người ta. Tự nhiên bắn con cừu đất chứ bộ. Ổn rề ở nhà con mình cũng làm biến đi bắt cá còn mấy con khô thôi. Ủa chú à, trai chú đâu mà chú ăn cơm của anh thấy thương quá vậy, lạnh lùng sương gió quá vậy. Ủa anh hai ổn rề sao à, không thấy qua nhà tôi ăn cơm hết trơn hả? Ăn mình cũng buồn quá hả? Hỏi ăn cơm đi. Cơm hả? Có ớt không mà mời? Có ớt là tôi đi bẻ. Ủa mà có tép mỡ rồi, heo gừng rồi không? Mấy bữa nay rừng nó động quá, để tôi cũng không có đi săn cơm ha. Cha mời tôi mà không có mấy món tôi ưa vậy.